Chào mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Như đã hứa trong video clip lần trước, hôm nay Trang sẽ làm clip hướng dẫn mọi người cách làm phân sạch tại nhà và cách chăm sóc lan cụ thể như thế nào. Trước khi đi vào nội dung chính, Trang có vài mẩu chuyện khá thú vị liên quan đến lan muốn chia sẻ cùng với mọi người. Cụ thể là trong cuộc sống, đôi khi có những niềm vui nho nhỏ bất ngờ nhưng mà cũng đủ làm mình hạnh phúc. Vì trước đây các bác hàng xóm mỗi lần mà chơi lan xong rồi lan héo gần sắp chết rồi thì bác nói cho mình, vì biết mình thích trồng lan, nhưng mà sau đó mình có bày cho họ đó cách trồng và cách chăm sóc, thì họ cũng làm theo mình hướng dẫn và thành công. Thỉnh thoảng mời mình sang nhà ăn cơm rồi mấy bác nó khoe mới nói ê thì tao làm theo cách mình, tao làm theo cách mày bày nè, bây giờ mấy cây lan này nó đã phục hồi tốt rồi, rồi còn cho những cái cây con nữa, mấy cái chậu cái bên đó nó nở hoa rồi nè. Mình thấy họ vui mình cũng vui lây đó. Rồi một lần đi dạo ở trong phố đó, cũng một bác hàng xóm khác mới thấy mình từ xa gọi Rose. Rose là tên tiếng Pháp của mình, mới nói chứ vừa rồi lễ những người mẹ đó, thằng con tao nó mới tặng cho một chậu hoa lan rất là đẹp. Nó vừa về một cái là tao đem cái chậu hoa ra, gỡ bỏ cái mút ra rồi thay luôn đất mới cho nó. Xong ông chồng tao ổng nói chứ bà bị mát hả? Đang yên, đang lành, hoa đang nở đẹp vậy á, bà động thổ dời nhà cho nó rồi nó chết làm sao? Xong bác đó mới nói với chồng chứ ông biết cái gì, ông đâu có phải là chuyên gia về lan đâu mà ông nói cái này là tôi làm theo Rose bày thì, cho nên ông đừng có xí vô chuyện của tôi. Xong mình nghe mình cũng mắc cười. Bác đó hỏi mình đó, ủa vậy ta làm vậy có đúng hay không? Xong mình nói chứ thật ra đó tôi có nói với bà đó là gỡ mút ra và thay đất mới cho lan, nhưng mà sau khi mình chơi xong rồi hoa tàn rồi hẳn thay, cũng không có nên thay vội như vậy. Xong bác mới nói chứ ủa vậy là ông chồng đâu nói đúng hả? Xong mình cười nói thì bà coi như là không biết gì đi, đây là bí mật giữa tôi với bà, nhưng mà bí mật đó bây giờ đã được bật mí rồi, mọi người đều biết hết rồi đó. Rồi cũng có những lần mình tới nhà mấy chị bạn chơi thì giống như là cái bệnh vậy đó, thấy những cái chậu lan mà họ trồng nó èo uột quá thì mình cũng bày, rồi họ trồng cũng thành công. Sau khi mình về rồi bẵng đi một thời gian sau á thì mấy chị mới nhắn tin chứ chị thành công rồi nè, thì hoa nở đẹp lắm, cảm ơn em nha. Và bây giờ họ cho mời mọi người uống trà, sau đó mình cùng nhau đi làm phân bón cho lan nha. Khi mình nấu cơm á, nhớ giữ lại nước vo gạo. Nếu như mà các anh chị uống cà phê hoặc uống trà có cái bã đó thì mình cũng giữ lại luôn. Lúc ăn trái cây á, như cam, bưởi hoặc uống nước chanh á, thì mình giữ lại mấy cái vỏ để làm phân bón cho lan. Đây là những nguyên vật liệu mà Trang thường hay sử dụng để làm phân bón cho lan. Thì những nguyên vật liệu này á, Trang nghĩ là nhà ai cũng có. Này á, là nước vo gạo. Còn trong cái chén nhỏ này á, thì đây là bã trà và bã cà phê. Trong cái thố này á, thì mình có vỏ chuối, vỏ cam và vỏ chanh. Tí nữa mình sẽ dùng những cái vỏ trái cây này nè làm mứt để làm phân bón. Mọi người cảm thấy ngạc nhiên á, mứt á, là chỉ có để ăn thôi, tại sao mà mứt có thể làm phân bón, lạ quá ha. Thường á, là trong mứt á, là có đường, mà tác dụng á, của đường á, là chống mất sức và rất là dễ phục hồi lại năng lượng. Thường á, những người mà người ta đi leo núi á, lúc nào trong người họ cũng có thủ sẵn một hộp đường nhỏ hoặc là một hộp kẹo nhỏ. Khi nào mệt á, thì họ lấy ra, họ ngậm và họ ăn. Và bây giờ mọi người cùng làm mứt với Trang nha. Vỏ cam, vỏ chanh á, hoặc vỏ bưởi mình sắc ra từng cái miếng nhỏ như vậy nè. Nhà mình có vỏ gì thì mình sử dụng vỏ đó. Vỏ nào mà dày dày tức cũng được. Đừng có mỏng quá. Mỏng quá thì nó dễ bị thối rữa, nó để lâu không được. Các anh chị đừng có sử dụng các vỏ rau củ nha. Đó, mình sử dụng mấy cái vỏ trái cây như vậy. Có nhiều người á, người ta sử dụng đường hoặc bột ngọt thì cũng được, tại vì nó có chất ngọt á, như vậy á, cũng rất là tốt. Nhưng mà Trang thì Trang thích sử dụng vỏ trái cây hơn, vỏ trái cây ướp đường, vì trong trái cây á, nó có rất là nhiều vitamin
chẳng hạn như vỏ chanh nè, còn vỏ cam và vỏ bưởi thì nó có vitamin C này, này kia. Trong vỏ chuối thì nó có nhiều vitamin B đó. Ngoài chất đường ra thì mình có những vitamin khác nữa, thì rất là tốt cho cây và lại thơm nữa đó. Mình cứ cắt nhỏ như thế này ha, cái thố vỏ trái cây hồi nãy của Trang á, nhỏ nhỏ như vậy thôi, nhưng mà mình có thể làm ra một hũ mứt dùng được cả năm luôn đó, tùy theo số lượng mà cây nhà các anh chị trồng nhiều hay ít ha. Sau khi mà mình sắc nhỏ xong rồi đó, mình cho thật nhiều đường vào để ướp, giống như là mình làm mứt vậy đó. Chỉ có điều khác một chút xíu là làm mứt á, mình phải sên. Nhưng mà cái này á, thì mình không cần phải sên, chỉ cần cho thật nhiều đường vào là được rồi. Sau đó mình trộn đều lên cho nó thấm đường hết tất cả, trộn thật kỹ. Sau khi mà mình trộn đều cái hỗn hợp này với nhau á, thơm dễ sợ luôn. Cái mùi tinh dầu cam á, với chanh nè, cùng với lại mùi thơm của chuối á, hòa quện vô nhau á, ra cái mùi rất là thơm. Các anh chị chuẩn bị cho mình một cái hũ thủy tinh sạch và mình bỏ cái hỗn hợp này vào. Sau khi mà bỏ vào trong hũ rồi á, thì mình nén xuống, mình ấn nó xuống như vậy nè. Đó, với cách làm phân bón như thế này á, không những vừa dễ dàng thực hiện mà lại sạch sẽ nữa, vừa kinh tế vì mình có thể tái sử dụng lại những cái vỏ trái cây mà vứt đi. Ngoài ra đó, nó còn rất là thơm. Hoa thì cũng giống như người phụ nữ vậy, ngoài đẹp ra còn phải thơm nữa nha mọi người. Và như vậy á, là xong rồi. Mình đậy nắp lại và cất ở một nơi nào đó thoáng mát, một tuần sau là có thể sử dụng được rồi. Đây là cái hũ vỏ trái cây tẩm đường mà Trang đã ngâm trước đó hơn 1.5 năm rồi. Mỗi lần dùng làm phân bón cho làng á, Trang chỉ có sử dụng khoảng 3-4 miếng thôi, mà nó vẫn còn hơn nửa hũ như vậy nè. Nếu như mà các anh chị á, để càng lâu á, thì nó sẽ lên màu sậm cánh gián như thế này. Bây giờ Trang sẽ tiến hành bước chăm sóc lan nha. Ở đây Trang có nước giảo cà phê và trà, vỏ trái cây ngâm đường và nước vo gạo. Nếu như mà ở nhà các anh chị á, thì có cái gì thì mình sử dụng cái đó, như nước vo gạo hoặc là giảo cà phê, trà đều được hết. Không nhất thiết là phải có đầy đủ ba thứ giống như Trang. Do Trang có hơn 20 chậu lan nên mình sử dụng một cái ô nhỏ để pha nước dưỡng chất, tưới cho tất cả các cây. Trước tiên mình cho nước vo gạo vào, kế đến là nước giảo, trà, cà phê. Đây là công đoạn cực kỳ quan trọng nên các anh chị cần lưu ý kỹ, nếu không sẽ gây ra tác dụng phụ không tốt cho cây và cây rất dễ chết. Để làm nước dưỡng chất phân bón cho lan, các anh chị cần nắm rõ tỷ lệ 1:5, có nghĩa là 1 phần nước dưỡng chất và 5 phần nước cộng với lại một ít vỏ trái cây ngâm đường. Nước dưỡng chất ở đây mình có thể sử dụng 1 trong 3 đều được nha, không nhất thiết là phải có đầy đủ, nhưng lúc nào cũng phải có vỏ trái cây ngâm đường. Nếu như mà nhà các anh chị không có nhiều lan thì mỗi một chậu lan trung bình mình sử dụng khoảng 2-3 miếng. Mình có nhiều cho nên Trang sử dụng cả một vốc luôn. Và bây giờ Trang sẽ tiến hành chăm sóc mẫu một vài chậu để cho các anh chị tiện theo dõi. Đây là chậu lan của cô bạn người Ý cho tuần trước mình đã thí nghiệm đó. Bây giờ đã hơn 1 tuần rồi mà vẫn còn tốt. Thì trước tiên mình đổ cái nước cũ đi, sau đó mình tráng sơ cái lọ cho nó sạch. Rồi mình đổ nước dưỡng chất vào, mình ngâm. Tương tự như vậy, mình thực hiện với những lọ lan thủy canh khác. Mực nước lúc nào cũng là 1/3 thôi nha, hoặc là tối đa nửa bộ rễ. Chậu lan bán thủy canh này trước đó đã ra hoa và mình đã cắt nhánh. Mọi người nhìn nè, ở dưới gốc á, rễ đang phát triển và ra quá trời luôn. Đối với những chậu lan bán thủy canh thì mình cứ tưới đều dưỡng chất xung quanh cho tới khi nào mà đất thấm đều nước và đọng lại một ít ở dưới chậu là được. Đối với những chậu lan trồng trong giá thể thì mình đổ dưỡng chất hơn nửa chậu, sau đó đặt cả nguyên bộ lan vào ngâm khoảng 5-10 phút. Sau khi mà mình đã ngâm trong nước dinh dưỡng này được 5 phút á, thì bộ rễ đã thấm ướt hết luôn rồi. Mình vớt ra và mình bỏ qua bên cái chậu của nó. Đó, như vậy nè. Do lan thủy canh á, không có giá thể, nếu như mà mình có thời gian á, không đi đâu hết á, tốt nhất á, là ngâm qua đêm trong dưỡng chất này từ 12 tiếng cho tới 24 tiếng. Nếu như mà các anh chị bận không có thời gian nhiều á,
thì mình ngâm khoảng chừng 1-2 tiếng rồi mình đổ cái nước dưỡng chất này đi và gác tạm thời đó. Và mình thay nước mới. Rồi mình đặt nó vô. Lúc nào nước cũng khoảng 1/3 bộ rễ, tối đa nửa bộ rễ thôi. Như vậy là xong rồi. Có người bạn á, hỏi mình nè chị ơi, giả sử như mà em đi vắng nhà đó 2 tháng không ai tưới nước thì sao hả chị? Thì đâu có vấn đề gì đâu. Thì bạn bỏ một ít nước vô trong cái chậu như vậy nè. Sau đó mình bỏ chậu lan vào, giống như là mình để cách thủy vậy đó. Thì mình đi vắng, mình để ở những nơi mà gần ngay cửa sổ đó thì nó tốt hơn. Vì có ánh sáng nhẹ để cho nó có sự quang hợp. Để nước như thế này mình đi 2 tháng không có vấn đề gì cả. Trang vừa chia sẻ xong những cách làm phân bón sạch tại nhà và cách chăm sóc lan. Trang nghĩ rằng chỉ cần các anh chị bỏ ra một chút ít thời gian, một chút ít yêu thương và sự chăm sóc thì chắc chắn mình sẽ thành công. À, mà mọi người có từng bao giờ đi săn tôm hùm chưa? Nếu như mà chưa đó thì mời các anh chị cùng tham gia với Trang vào thứ bảy tuần tới. Chúng ta sẽ cùng đi săn tôm hùm và bắt ốc. Trang sẽ chỉ cho mọi người một vài mẹo nhỏ về cách bắt cua và bắt ốc như thế nào. Và hẹn gặp lại mọi người vào thứ bảy tuần sau. Chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ. Tạm biệt.